Xin chào cả nhà, mình với anh đi kiểm tra xe. Thì hôm trước kiểm tra một lần rồi đó, thì anh đi nói là bị hư cái bộ lọc khí thải đó. Thì anh đi đã sửa rồi và bây giờ thì xe không có báo cái lỗi bộ lọc đó nữa, nên là nhà mình lại đi kiểm tra xe. Bởi vì mùa hè thì nhà mình sẽ đi du lịch bằng xe nên là phải qua cái kiểm tra đó thì mình mới yên tâm đi được. Hello, xin chào. Xe thì cứ 2 năm là mình phải đi kiểm tra một lần. 2 năm người ta kiểm tra một lần, nếu như mà lần đầu tiên kiểm tra đó mà mình chưa có đạt cái chuẩn để người ta dán tem thì mình sẽ được phép chạy thêm một tháng nữa. Trong thời gian đó thì hư cái gì mà người ta thông báo á, là mình phải sửa cái đó. Xong rồi mình sẽ phải quay lại kiểm tra. Thì những cái chiếc xe mà cũ quá không sửa được á, mà không có lấy được cái tem đó thì coi như là phải đem đến cái bãi mà bỏ xe phế liệu á. Vào đây đóng tiền xong rồi người ta lấy chìa khóa để người ta đem xe mình vào người ta kiểm tra. Thì họ mời mình uống cà phê hoặc là uống nước gì mình thích. Đây là người ta đang thử thắng bánh trước, rồi tới thử thắng bánh sau. Uống cà phê xong thì mình sẽ đi vào bên trong để mình quay. Trên cửa họ có ghi là mình được phép vào bên trong để mình xem người ta kiểm tra xe của mình. Nhưng mà mình phải tự chịu trách nhiệm nếu như mà có chuyện gì xảy ra. Tại vì bên trong này thì lát nữa xe người ta sẽ nâng lên nè. Tức là mình vào trong đây thì mình phải tự cẩn thận ha, không có ai chỉ cho mình là cái gì chỗ nào nguy hiểm, mà mình được phép nhìn xem người ta làm như thế nào. Hôm trước mình có đăng cái video mà anh đi sửa chiếc xe á, tại vì cái xe bị hư cái bộ phận mà lọc khí thải. Và khi mà anh đi gọi đến hãng VMW thì người ta nói là khi mà thay cái bộ lọc đó, sửa bộ lọc đó thì tốn khoảng 2.500 đến 3.500. Và chính người ở hãng BMW thì họ nói với anh đi là xem kỹ lại xem là có nên thay hay không, tại vì cái giá nó cao quá đó, giá mắc quá. Và họ nói anh đi là có thể là tìm những ai mà có thể biết sửa giá rẻ hơn, chứ còn nếu như mà đến chính hãng á, thì cái giá nó rất cao. Thế là anh đi tự sửa, rồi anh đi tự mua cái ống về thay. Thì anh đi kiểm tra ở nhà đó, thì anh đi có cái máy kiểm tra thì nó không có báo lỗi nữa đó. Nhưng mà nếu như mà hôm nay mà nó báo lỗi thì mình sẽ không có nhận được tem. Tức là ở Đức gọi là thuyết đó, thì mình sẽ không có được phép sử dụng chiếc xe này ở trên đường, mà phải sửa lại để kiểm tra lần nữa, hoặc là phải bán đi để mua xe khác. Mình thấy người ta kiểm tra rất kỹ luôn, kiểm tra từng chi tiết một, từ thắng, từ bánh xe, từ nói chung là kiểm tra đủ thứ, kiểm tra ở trong mô tô, trong cái bộ máy của xe xem là có ok hay không. Đó, rồi người ta nâng xe lên cao, xong rồi xem kỹ từng chút một bên dưới, rồi xong rồi lại hạ xe xuống. Khi mà đi kiểm tra xe như thế này thì cũng tốt cho mình, bởi vì mình sẽ biết được là xe có hư cái gì hay không, xe có an toàn hay không. Còn tự nhiên thì mình cũng không biết là nó hư cái gì. Chỉ trừ người nào rành về xe thì giống như là khi mà anh đi thấy nó hư cái gì, báo hư cái gì thì anh đi biết là cái bộ phận đó nó nằm ở chỗ nào, là cái gì và cái phụ tùng gì để anh đi mua và thay. Und das ist Abgasmessung, oder?
Giờ người ta đang kiểm tra cái ống bô để xem là cái khí thải ra có ok hay không. Ở phía trên thì có cái đồng hồ để đo. Cái máy màu xanh phía trước xe này là kiểm tra đèn xe. Bên trong là cái thiết bị người ta cắm vào xe để kiểm tra xem là có lỗi gì hay không. Cái này là để nâng xe lên. Trên tường là những cái nút bấm để nâng xe lên, hạ xe xuống. Bây giờ thì người ta đã kiểm tra xong. Bên này thì nãy mình thấy là người ta kiểm tra cái xe lớn hơn, kiểu như là xe buýt nhỏ. Đó, ở đây thì không nâng lên mà người ta đi ở phía dưới này xong rồi người ta kiểm tra. Anh kiểm tra xe này làm việc rất nhiệt tình. Mình có gì thắc mắc hỏi là trả lời và giải thích rất kỹ từng chút một. Rất vui cả nhà ơi, xe đã kiểm định xong và đã được dán tem mới. Và người ta kiểm tra, người ta nói là xe tất cả mọi thứ đều ok, đều tốt, không có sao hết. Thì hôm trước anh đi đã làm sạch cái bộ mà lọc khí thải, với lại anh đi thay mấy cái ống mới. Thì anh đi mua hình như là hết tổng cộng 200-300 euro gì đó thôi để thay. Như vậy thì tụi mình sẽ không phải tốn mấy ngàn euro để đi sửa. Tại vì hôm anh đi thay xong thì anh đi cũng hy vọng là sẽ ok thôi. Còn nếu như mà không có qua được kiểm định thì mình vẫn bắt buộc phải đem đến gara cho người ta thay. Thì tốn khoảng mấy ngàn euro. Giờ cũng trưa rồi, tụi mình cũng đói bụng nên sẽ đi vào tiệm bán xúc xích với lại bán bánh mì để mua đồ về ăn trưa luôn. Tiệm bán chả bán xúc xích ở Đức thì có tên là Metzgerei. Họ bán rất nhiều loại chả và xúc xích. Ở Đức khi mà mình đi mua đồ, không bao giờ mình sợ bị chặt chém bởi vì bao giờ cũng có giá niêm yết rõ ràng. Bây giờ tụi mình đi qua tiệm bán bánh mì. Tiệm bán bánh mì ở Đức thì có tên là Bäckerei. Về tới nhà thì trời mưa quá trời lớn. Anh đi đang chuẩn bị để gắn cái hộp, gọi là cái hộp gì lên nóc xe á. Mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.